Những thói quen tài chính cần bắt đầu khi bạn kinh doanh nhà thuốc. Nếu như bạn muốn kiểm soát cái câu chuyện tài chính của mình, thì đây là những cái thói quen mà bạn phải bắt đầu có ngay bây giờ. Điều đầu tiên đó chính là kiến thức tài chính về nhà thuốc không bao giờ là đủ, nên là cái việc học kiến thức và bổ sung kiến thức liên tục là cái việc mà bạn phải làm mỗi ngày. Chúng ta có thể tìm kiếm các cái kiến thức từ các cái khóa học về tài chính cá nhân, về đầu tư kinh doanh, nhà thuốc, hay là tìm kiếm cho mình một người cố vấn tài chính riêng có chuyên môn về nhà thuốc, hay là thậm chí là tìm kiếm đến những cái kênh online, từ kênh YouTube, từ Facebook, tất cả các cái khóa học, những cái bài viết online luôn luôn cho mình những cái kiến thức. Và việc của bạn là cập nhật liên tục, bởi vì bối cảnh kinh tế xã hội thay đổi liên tục. Và khi mà bạn cập nhật như vậy thì bạn mới đón đầu được xu hướng và có được những cái hành động thích hợp để mà bảo vệ và gia tăng cái lớp tài sản của mình. Cái thói quen số 2 mà bạn cần phải hình thành đó chính là làm việc với cái công suất cao nhất. Khi mà chúng ta là một chủ nhà thuốc, bạn nên làm hết khả năng mà mình biết để khách hàng thấy được sự tận tâm từ bạn. Thói quen số 3 mà bạn cần phải hình thành đó là đừng bao giờ mơ tưởng đến những cái công việc thụ động mà không phải làm gì hết. Nếu như bất cứ một cái công việc nào đó mà bạn đem lại cái nguồn thu nhập cho các bạn, thì các bạn phải liên tục gia tăng lớp tài sản của bạn thì mới có thể tạo ra được những cái dòng tiền dồi dào về cho mình. Nên là đừng bao giờ nghĩ đến cái câu chuyện là tạo ra một cái nguồn thu nhập thụ động. Thói quen thứ tư mà bạn nhất định phải hình thành đó chính là tách gạch giữa cái chuyện tài chính kinh doanh nhà thuốc và tài chính đầu tư. Trong quá trình kinh doanh có rất là nhiều tình huống khiến cho chúng ta dư ra một cái nguồn tiền rất là dồi dào. Ví dụ như khi chúng ta kinh doanh bán dịch vụ thì khách hàng người ta mua thẻ chăm sóc, người ta có thể chi trả luôn đến 3 năm liền. Khi đó nguồn vốn kinh doanh nó sẽ tăng lên. Và khi lợi nhuận đến thì khi nào hết âm để dư ra rồi chúng ta mới có thể được tính đến tài chính đầu tư. Thói quen thứ 5 mà bạn cần phải hình thành đó chính là đặt thứ tự ưu tiên cho các quỹ. Quỹ quan trọng nhất ở đây mà tôi muốn nhắc đến đó chính là quỹ tiết kiệm. Nếu như bạn không tiết kiệm, bạn sẽ không có tiền để đem đi đầu tư, để mà nhân bản được chuỗi nhà thuốc của mình lên. Và nếu như bạn cho quỹ tiết kiệm này ở phía sau, thì quỹ tiết kiệm này bạn sẽ không bao giờ đảm bảo được cái gọi là tỷ lệ tiết kiệm như là bạn cam kết ban đầu. Thói quen thứ 6 mà chúng ta cần phải hình thành ngay bây giờ đó chính là đừng bao giờ bỏ qua lạm phát. Lạm phát là cái yếu tố tất yếu phải có. Tôi lấy ví dụ như thế này. Lạm phát bản chất nó là cái việc mà sức mua của đồng tiền bị giảm. Ví dụ như khi mà chính phủ bơm tiền lên liên tục ra thị trường thì chắc chắn sẽ xảy ra lạm phát. Tức là khi tôi đang kinh doanh nhà thuốc thì cùng mặt hàng sữa rửa mặt hay là thực phẩm chức năng nào đó, hôm nay tất cả các đại lý, các nhà thuốc đều lấy được với một cái giá bình ổn. Còn khi mà lạm phát thì cái mặt hàng sữa đó hoặc là thực phẩm chức năng đó được đẩy lên cao. Lúc này thì chính là yếu tố lạm phát. Và lạm phát chính là cái yếu tố trực tiếp tác động lên cái đồng tiền của bạn. Nên là trong mọi tình huống chúng ta luôn luôn phải chú ý đến lạm phát. Dù là câu chuyện đầu tư như thế nào thì lợi suất đầu tư mà chúng ta nhận về nó có đủ bù đắp yếu tố lạm phát hay là không. Trên đây tôi đã chia sẻ với bạn một số cái thói quen mà chúng ta phải bắt đầu hình thành ngay bây giờ để giúp cho chúng ta có thể tiến đến kiểm soát được các cái bức tranh tài chính của mình và tiến tới tự do và hạnh phúc về tài chính. Cảm ơn các quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc các doanh nghiệp nhà thuốc thành công và tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Hẹn gặp lại các anh chị ở trong các cái video tiếp theo. Đừng quên bấm một nút đăng ký, bấm nút chuông thông báo và chia sẻ video này đến với những người bạn của mình. Họ sẽ vô cùng biết ơn bạn và bản thân tôi cũng vô cùng biết ơn bạn vì đã đồng hành cùng tôi trong việc giúp đỡ nhiều người kinh doanh thành công hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của tôi.